Bộ phim mở đầu bằng hình ảnh cô vợ, sau một ngày dài mệt mỏi, trở về nhà chồng với hy vọng tìm thấy sự ấm áp và yên bình. Nhưng khi bước chân vào căn bếp, nơi đáng lẽ phải là biểu tượng của gia đình, cô lại bắt gặp một cảnh tượng đau lòng. Tiểu Tam, người tình của chồng, đang vui vẻ nấu ăn cùng mẹ chồng. Sự thân thiết giữa họ như một cái tát vào lòng tự trọng của cô. Cảnh quay đầy cao sự kịch tính khi cô vợ không thể tin vào mắt mình. Trong sự bất ngờ và thất vọng, cô nhận ra rằng không chỉ chồng mà cả mẹ chồng, người cô từng tôn kính, cũng đã ngầm đồng lõa với sự phản bội này. Cảm xúc dâng trào, cô vợ không kìm được sự giận dữ, không cần suy nghĩ thêm. Cô tiến tới tát mạnh vào mặt Tiểu Tam, một hành động biểu thị sự phản kháng và khinh bỉ trước người phụ nữ đã xen vào gia đình cô. Nhưng cơn giận của cô chưa dừng lại ở đó, cô quay sang chồng mình, người mà cô đã tin tưởng và yêu thương, và không chút do dự, cô tát mạnh anh ta. Cái tát không chỉ là biểu tượng của nỗi đau bị phản bội, mà còn là tiếng nói của lòng tự trọng, sự kiên cường và quyết tâm không chấp nhận sống trong sự dối trá. Phim đưa người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi cô vợ không lựa chọn tha thứ hay xin lỗi mà rời bỏ căn nhà đầy những rối lửa. Mời các bạn theo dõi những diễn biến hấp dẫn tiếp theo nhé. Những gì bà làm với tôi trước đây, cả vốn lẫn lãi, tất cả sẽ đổ lên người con trai yêu quý của bà. Bữa ăn này tôi ăn không nổi nữa rồi, mấy người cứ từ từ mà ăn. Lý Mỹ Dung. Mẹ, lúc con không có ở nhà, mẹ đối xử với cô ấy như vậy, đúng không? Tất nhiên rồi, con xem nó còn dám đánh con. Xem ra trước đây mẹ vẫn chưa dạy dỗ nó đủ mà, sao mẹ lại đánh cô ấy? Cô ấy là vợ con, mẹ đánh cô ấy thì cũng giống như mẹ đánh con. Con vẫn bảo vệ nó à? Không phải hai đứa sắp ly hôn sao? Sao mẹ lại biết được? Ai nói cho mẹ biết? Mạnh Thiên, em. Mạnh Thiên. Mỹ Mỹ, sao cậu lại ở đây thế? Sao rồi, thế nào? Mặc dù hôm nay cái thỏa thuận ly hôn vẫn chưa ký được, nhưng mà có một tin tức rất là quan trọng, một tin tức tốt. Mình được mời làm cố vấn thời trang của đoàn làm phim Trục Ngọc rồi. Mình đã nói là cậu làm được mà. Năm đó cậu với học trưởng Tiêu lấy được bao nhiêu là giải thưởng thiết kế quốc tế ở trường. Nếu không phải tự dưng cậu lấy Trì Mạnh Thiên thì giờ cậu đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng toàn cầu rồi. Ban đầu ở Trì Gia, bọn họ không cho mình ra ngoài đi làm, cho nên mình cũng chỉ đành ở nhà tự thiết kế vài thứ thôi. Cũng chẳng biết cậu thích Trì Mạnh Thiên ở điểm nào nữa. Bao nhiêu người theo đuổi cậu, đặc biệt là anh Tiêu. Mà tiếc là anh ấy xuất ngoại rồi. Đều là chuyện đã qua hết rồi, đừng nhắc lại nữa. Sao lại không có tên của tôi? Là công ty các cô gọi điện bảo tôi đến đây mà. Thật sự không có ạ. Mời cô. Cô Lục, có cô làm cố vấn thời trang cho bộ phim Trục Ngọc là vinh hạnh của chúng tôi. Đạo diễn Ngô, chào ông. Tôi là Lý Mỹ Dung. Trước đó công ty các ông có gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến làm cố vấn thời trang cho bộ phim này. Sao tôi không có ấn tượng gì hết nhỉ? Thôi để tôi hỏi giúp cô. Lý Mỹ Dung, có phải cô đến nhầm chỗ không? Công ty quay quảng cáo nhỏ ở lầu dưới. Tôi đã nói anh ấy nhẹ tay một chút rồi, nhưng thật sự hết cách. Lý Mỹ Dung, tôi đã nói rồi mà, Mạnh Thiên không thích cô, buông tay đi thôi. Nếu không thì đến lúc đó người mất mặt là mình đấy. Mất mặt sao? Nhưng tôi mới là người được pháp luật công nhận thân phận tốt hơn nhiều so với loại chuột ở trong cống rãnh không được nhìn thấy ánh sáng. Cô ấy à, cũng chỉ được có cái thân phận thôi. Quên nói với cô, bộ phim Trục Ngọc là Mạnh Thiên chủ động cho tôi đó. Thì Mạnh Thiên bảo cô tới sao? Mạnh Thiên coi trọng tôi, chứ không thì dựa vào cô. Một người chỉ ở nhà 3 năm, một bà nội trợ vô dụng, chẳng làm được gì, bà còn muốn làm cố vấn thời trang. Phải, chỉ dựa vào việc tôi đã cho cô 3 năm, nhưng chẳng phải cô vẫn không lấy được những giải thưởng mà tôi đã có được ở thời đại học đó sao? Cô sao vậy? Mới thế đã tức điên lên rồi à? Không biết Trì Mạnh Thiên nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì còn thích cô nữa không? Anh ấy
thích dáng vẻ này của tôi đấy. Còn ghét nhất là khi cô bắt nạt tôi. Tôi bắt nạt cô ư? Tuyết Nhi, không sao chứ? Mạnh Thiên, em không sao. Ban nãy chắc là chị Mỹ Dung không may đẩy em thôi. Lý Mỹ Dung, dù cô có không thích Tuyết Nhi đến thế nào cũng không nhất thiết chạy đến đây để đánh cô ấy chứ. Trì Mạnh Thiên, tôi đến đây không phải để đánh cô ta. Hơn nữa vừa rồi tôi cũng không đủ rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy, cô còn già mồm được à? Từ bao giờ mà cô lại trở nên cay nghiệt như vậy? Tôi cay nghiệt? Phải. Nửa đêm canh ba anh chạy đến nhà cô ta, ở lại đó hẳn một đêm. Vì phóng viên chụp lại được thì để tôi trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Đến bây giờ anh còn giúp cô ta vào đoàn phim, cướp công việc của tôi. Công việc gì chứ? Mạnh Thiên, chị Mỹ Dung, chị ấy cũng muốn làm cố vấn thời trang của bộ phim Trục Ngọc. Cô ngoan ngoãn ở nhà làm bà chủ hào môn không được à? Sao cứ phải chạy ra ngoài giày vào mình để làm gì? Trì tổng, có cần tôi nhắc lại cho anh hay? Chúng ta đang ly hôn không? Lại là ly hôn. Đủ rồi, đi với tôi. Thả tôi ra. Trì Mạnh Thiên, tôi sẽ không theo anh về Trì gia, tiếp tục sống những ngày tháng chỉ xoay quanh anh đâu. Được, tôi biết rồi. Cô muốn chứng minh giá trị của bản thân, đúng không? Vậy thì tôi sẽ cho cả đoàn phim chơi với cô. Đủ rồi chứ, anh cứ phải như thế đúng không? Được, vậy thì tôi muốn làm cố vấn thời trang của bộ phim Trục Ngọc. Giờ cô đang kiếm chuyện với tôi đấy à? Tôi chỉ muốn bộ phim này. Cô ở nhà tận 3 năm trời, mỗi ngày không phải là dọn dẹp thì là ăn không ngồi rồi. Cô lấy gì để so với Tuyết Nhi? Người ta là tiến sĩ từ nước ngoài về. Phải đó chị Mỹ Dung à, chị đã 3 năm không đi làm rồi. Nếu như chị làm ra mấy cái thiết kế vừa quê mùa vừa xấu xí, làm mất mặt Mạnh Thiên thì sao đây? Thiết kế tạo hình của cô ấy không đến lượt cô đánh giá. Mỹ Dung, Tiêu Nhất Sơn, lâu rồi không gặp. Học trưởng Tiêu, anh về nước rồi hả? Cô Lý, hóa ra cô là do bên Tiêu Tổng gọi tới. Tiêu Tổng, vị này là nhà đầu tư của Trục Ngọc. Đây là... Được rồi, bọn tôi quen biết nhau cả. Ông đi làm việc trước đi. Vậy được, tôi đi trước đây. Tiêu Tổng, tôi thấy chắc chắn là anh đã bị Mỹ Dung gạt rồi. Đúng là trước đây chị ấy biết thiết kế thật, nhưng mà bây giờ chị ấy đã trở thành một bà nội trợ, chỉ biết ở nhà tiêu tiền thôi. Bà nội trợ. Mỹ Dung à, Mỹ Dung, em để lãng phí tài hoa của mình quá. Tiêu Tổng à, Trục Ngọc là một dự án lớn, cố vấn thời trang không thể giao cho một người không có năng lực đảm nhận. Cô nói đúng. Nếu như hai người đều tự tin vào tài năng của mình như vậy, tôi thấy chi bằng thế này đi. Hai người lấy bản thảo thiết kế của mình ra, chúng ta cùng so sánh xem, đến lúc đó ai hơn ai kém sẽ rõ. Thế nào? Sao vậy? Ban nãy tự tin thế cơ mà, bây giờ không dám so nữa à? Ai mà không dám chứ? Chẳng qua là sợ chị thua rồi thấy xấu hổ mà thôi. Nếu như chị muốn đấu, vậy thì tôi sẽ đấu với chị. Lý Mỹ Dung, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô có bất cứ cơ hội trở mình nào. Mời hai cô đưa bản thiết kế của mình ra. USB chứa bản thiết kế của tôi biến mất rồi. Có phải là làm rơi trên đường rồi không? Sao có thể chứ? Lúc tôi và Mỹ Dung gặp nhau, tôi kiểm tra lại, vẫn còn trong túi tôi mà. Mỹ Dung, chị lấy USB của tôi để ở đâu rồi? Tôi chưa bao giờ thấy USB của cô. Sau khi tôi gặp đạo diễn Ngô thì tôi chỉ nói chuyện với một mình chị. Những bản thiết kế đó đều là tâm huyết của tôi. Nếu chị đã không thừa nhận
Vậy tôi chỉ còn cách lục soát túi của chị thôi. Đừng mà. Cô Lục, cô đang làm gì vậy? Cho dù là cảnh sát có đến thì cũng phải xuất trình giấy tờ mới có quyền lục soát. Cô thì dựa vào cái gì chứ? Chị không cho tôi lục soát thì chính là đang chột dạ. Cô chắc chắn là thể nhớ ở chỗ cô ấy sao? Tôi tin là Mỹ Dung, không có cố ý lấy đâu. Chị ấy ở nhà làm nội trợ bao lâu nay, nên chắc là đang nóng lòng muốn thể hiện bản thân thôi. Lý Mỹ Dung, cô hãy lấy USB ra đi, tôi sẽ xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trì Mạnh Thiên, cho dù tôi có muốn làm stylist của Trục Ngọc đi nữa thì tôi cũng sẽ không lấy sự trong sạch của bản thân ra làm bàn đạp đâu. Mỹ Dung, nếu chị đã nói như vậy thì hãy để cho tôi kiểm tra túi của chị đi, như vậy cũng có thể chứng minh sự trong sạch của chị rồi. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Vậy thì có thể chứng minh rằng chắc chắn USB đang ở trong túi của chị. Đưa túi cho cô ấy đi. Khoan đã, cô Lục, lục soát thì cũng được thôi, nhưng nếu lục soát không ra thì cô tính thế nào đây? Nếu như không tìm được gì, vậy thì tôi sẽ rút lui khỏi đội ngũ của Trục Ngọc. Nhưng nếu tìm ra được thì Lý Mỹ Dung không chỉ phải rút lui khỏi đội ngũ mà còn phải công khai xin lỗi tôi trên Weibo nữa. Sao có thể? Sao có thể không có chứ? Tìm thấy thứ mà cô muốn tìm chưa? Chắc chắn là do chưa tìm kỹ. Tôi phải tìm lại. Đừng chỉ chăm chăm vào mình tôi, cô cũng nên xem lại túi của mình đi. Đây là cái gì? Sao có thể chứ? Rõ ràng là lúc nãy tôi. Lúc nãy cô thế nào? Lục Tuyết Nhi, có còn nhớ lời mình nói không? Mời cô rút khỏi đội ngũ của Trục Ngọc. Mỹ Dung, lúc nãy là do tôi hiểu lầm chị. Thật ngại quá, đều tại tôi không xem kỹ lại túi. Cô Lục, cô có biết lời hứa có nghĩa là gì không? Nếu như đã nói ra rồi, mong cô vui lòng tuân thủ. Mạnh Thiên, anh biết đó. Trước giờ em luôn đi theo những đoàn phim nhỏ, khó khăn lắm em mới được tiếp xúc với đoàn phim lớn. Nhưng mà Mỹ Dung, chị ấy nhất quyết muốn em rời khỏi Trục Ngọc. Không biết là chị ấy thật sự muốn chứng minh bản thân, hay là đang muốn nối lại tình xưa với Tiêu Tổng đây. Có phải cô vẫn luôn giữ liên lạc với Tiêu Nhất Sơn không? Biết tin anh ta về nước nên cố tình đến đoàn phim này để ứng tuyển chứ gì. Tôi nói này Trì Tổng, có phải anh đã hiểu lầm gì rồi không? Hiểu lầm sao? Bộ phim đầu tiên mà anh đầu tư kể từ khi về nước đã tìm Lý Mỹ Dung đến làm stylist. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Trì Mạnh Thiên, anh nói chuyện có lý lẽ chút đi được không? Xin hỏi, khi nào em có thể đi làm được? Đi làm gì chứ? Tôi nói cho cô biết, stylist của bộ phim này không thể nào là cô được. Trì Mạnh Thiên, tôi biết rõ vị thế của anh ở Hoa Thành, nhưng tôi cũng nhắc nhở anh một câu. Ở Trục Ngọc, người có quyền cao nhất chính là tôi. Cho dù anh là ai, cho dù công ty của anh là gì, cho dù nguồn vốn của anh có lớn bao nhiêu, thì chỉ cần ở Hoa Thành này, nếu anh muốn quay một bộ phim, vẫn phải hỏi ý kiến của tôi. Ý anh là sao? Ý tôi là sao hả? Ý của tôi chính là cô hãy mau đi với tôi, tránh ở đây khiến người ta phải xấu hổ. Mau đi thôi. Mau vào trong. Dương Lực, khóa cửa lại. Trì Mạnh Thiên, anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống. Cô nóng lòng muốn đi gặp người tình cũ đến vậy sao? Tôi cũng vừa mới biết anh ấy đã về nước thôi. Vừa mới biết thôi hả? Cô nghĩ tôi tin sao? Trước đây số lần cô đòi ly hôn cũng không hề ít. Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao lần này cô lại quyết tâm như vậy. Chỉ dựa vào chút kiến thức nhỏ nhoi đó của cô mà lại muốn làm stylist của Trục Ngọc.
Hóa ra là vì cô muốn gặp Tiêu Nhất Sơn, chút kiến thức nhỏ nhoi sao? Đúng vậy, Lục Tuyết Nhi làm cái gì cũng giỏi, trong lòng anh, cô ta làm gì cũng là giỏi nhất, còn tôi làm gì cũng tệ. Cô nhắc đến Lục Tuyết Nhi để làm gì? Mỹ Dung, em đâu rồi? Mỹ Dung sao? Mỹ Dung cơ đấy. Đã 3 năm không gặp mà gọi tên nhau thân mật như vậy. Được, cô muốn ra ngoài có phải không? Đừng trách tôi không cho cô cơ hội. Cô vẫn muốn ra thật sao? Cô qua đây cho tôi. Cô dám cắn tôi sao? Lý Mỹ Dung, sao vậy? Sợ anh ta nhìn thấy tôi và cô thân mật ở trong xe sao? Tôi đâu phải người không biết xấu hổ như Trị Tổng anh đâu chứ. Thích biểu diễn trước mặt mọi người giữa thanh thiên bạch nhật như thế à? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có cố gắng che giấu ở trước mặt anh ta thì cũng không thể giấu được. Sự thật là cô đã là vợ của tôi rồi. Bây giờ Trị Tổng cũng biết tôi là vợ của anh rồi sao? Thật ra trong lòng anh luôn mong rằng trước giờ chưa từng cưới tôi đúng không? Mạnh Thiên à, bệnh của ông nội con, mẹ đã nhờ người xem bói rồi. Mẹ Trì phải xung hỷ, mẹ đã đặc biệt chọn cho con rồi. Tất cả đều xuất thân từ gia đình danh giá. Con mau qua đây xem thử đi. Con không xem đâu. Thằng nhóc con, sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Con mau nhìn thử đi. Mẹ, cô gái này là con gái nhà chú Trương, còn cô gái này là con gái nhà chú Lê. Con xem cô này có xinh không. Sao con gái Lý Gia lại lẫn vào trong đây vậy? Công ty họ sắp phá sản rồi, không thể là cô ta được. Cô gái này thế nào? Chọn cô ấy đi. Mẹ không đồng ý. Mấy ông già ở công ty cũng sẽ không đồng ý đâu. Cuộc hôn nhân của con không cần mấy người đồng ý. Có phải là con đã thích cô ta từ lâu rồi không? Nếu như con cưới cô ta thì Trì Gia cũng sẽ không dọn dẹp mớ hỗn độn đó cho họ đâu. Không cần đến Trì Gia, con có thể tự mình lo liệu được hết. Con muốn làm cái gì? Cưới cô ấy. Đúng đó, lúc đó cưới cô, tôi đã phải trả cái giá quá đắt. Vậy nên cô nên làm tròn bổn phận của một người vợ đi. Đừng ra ngoài quyến rũ đàn ông nữa. Đối với Trì Mạnh Thiên mà nói thì mình chỉ là một người có bát tự phù hợp để xung hỷ nhà anh ấy thôi. Trì Tổng à, anh yên tâm đi, sau này tôi cũng sẽ không để anh tiêu một xu nào cho Lý gia tôi hết. Được lắm. Alo, ba à, là Mạnh Thiên đó sao? Có tiện gọi điện không? Tiện à, ba nói đi. Là thế này, một dự án của công ty ba Lý gần đây về mặt tài chính gặp chút vấn đề, cần 60 triệu để xoay vòng vốn. Ba cần 60 triệu phải không? Được, lát nữa con sẽ gọi lại nha. Được, vậy cũng được. Vậy thì ba đợi con. Trả tiền, nhờ có trả tiền không? Trả tiền đi chứ, trả cho tôi. Tiền đâu ông già, trả tiền đây. Lý Mỹ Dung à, đây là cái mà cô gọi là sẽ không vì Lý gia tiêu một xu nào, đúng không? Cô có tư cách gì mà ly hôn với tôi chứ? Kể cả khi kết hôn, các món nợ của Lý gia đều do tôi giúp giải quyết hết. Bây giờ xảy ra chuyện rồi, vẫn cứ phải tìm đến tôi. Anh nói như thế, anh cho không tiền vậy. Những dự án này anh rót vốn vào, có lần nào không chỉ lợi nhuận hay không? Cô nghĩ rằng số tiền ít ỏi đó tôi thèm để vào mắt sao? Tôi nói cho cô biết Lý Mỹ Dung, chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút, không còn đi gặp Tiêu Nhất Sơn nữa. Nếu cô làm được những chuyện này, 60 triệu này tôi sẽ đưa cho ba của cô ngay lập tức. Trì Tổng, không cần, tôi không cần anh cho. Không cần tôi cho sao? Thế cô cho hả? Cô có tiền sao? Chuyện này không cần phiền, Trì Tổng đây bận tâm đâu. Không cần tôi bận tâm sao? Tôi hiểu rồi. Cô tự mình tích lũy được một ít tiền riêng chính là để giải quyết cái mớ hỗn độn này của Lý gia đúng không? Đúng, Lý gia chúng tôi là một mớ hỗn độn. Mấy năm nay đã gây phiền phức cho Trì Tổng anh rồi. Được lắm, Lý Mỹ Dung, cô đúng là có phúc mà không biết hưởng. Cô đã ở trong nhà làm nội trợ quá lâu rồi, nên không biết 60 triệu là bao nhiêu phải không? Trì Tổng à, anh yên tâm đi, tôi dựa vào nỗ lực của chính mình vẫn có thể kiếm được 60 triệu này. Được đó,
Không muốn tôi quan tâm đến chuyện của Lý gia đúng không? Vậy thì cô tự đi mà kiếm thử xem. Để tôi xem khi nào thì cô sẽ quay lại cầu xin tôi đây. Cô lại muốn làm gì nữa đây? Kỳ tổng à, xe của anh tôi không xứng ngồi. Được, Dương Lực, để cho cô ấy xuống. Vâng. Em không sao chứ? Sao em không cùng đi về với anh ta? Chuyện vừa rồi ở đoàn phim, thật sự xin lỗi. Em hiểu hết mà, anh không cần phải giải thích với em đâu. Anh có một người bạn, bọn họ vẫn đang tìm nhà thiết kế trang sức cao cấp. Anh nghĩ với năng lực của em tuyệt đối có thể đảm nhiệm được. Nếu như em có hứng thú thì anh sẽ đưa phương thức liên lạc của cậu ta cho em. Anh đã gửi rồi đó. Đừng gọi xe nữa. Em đi đâu? Anh đưa em đi. Vậy thì làm phiền anh nha. Khách sáo với anh làm gì chứ? Đi thôi. Mỹ Dung, cô cũng đến à? Cô có thể đến. Sao tôi có thể không đến được chứ? Tôi, lúc nãy là Mạnh Thiên đưa tôi đến. Không biết cô sẽ đến. Nếu mà tôi biết thì đã sớm bảo anh ấy thuận đường đón cô qua đây. Bây giờ thời thế thay đổi rồi. Tiểu Tam mà cũng kiêu ngạo thế à? Mỹ Dung à, cô cứ hở ra là Tiểu Tam. Trong tình yêu, người không được yêu mới chính là Tiểu Tam. Cô là muốn nói vậy phải không? Tiểu Tam như cô đây, có gì đáng để khoe khoang chứ? Cố gắng suốt 2 năm trời, nhưng chẳng phải vẫn chưa giành được Trì Mạnh Thiên sao? Cái loại phụ nữ như cô, cưới về nhà chỉ để xung hỉ và đối phó với ba mẹ, thì dù có kết hôn rồi cũng không ai xem trọng. Tôi hy vọng cô cố gắng thêm chút đi. Dù sao đến lúc đó già rồi bị ruồng bỏ, vừa không ai đếm xỉa, vừa không có danh phận, đó mới thật sự là đáng thương. Lý Mỹ Dung, bây giờ tôi sẽ cho cô biết sự lợi hại của tôi. Có ai không? Có người nào không cứu với? Cứu tôi với. Lý Mỹ Dung, để tôi xem lần này cô có còn đáp ý được không? Điện thoại mình đâu rồi? Tín hiệu. Tại sao không có tín hiệu? Trì tổng, Mỹ Dung đâu? Lý Mỹ Dung cũng đến sao? Em ấy đến cùng tôi. Nếu nói như vậy, đáng lẽ đã đến rồi. Sao anh lại không nhìn thấy cô ấy chứ? Xin lỗi, xin thất lễ. Đi đâu rồi? Sao không nghe máy thế?
Đừng sợ, thang máy đã được sửa xong rồi. Anh đưa em ra ngoài. Mình ngốc thật, sao lại mong đợi vào Trì Mạnh Thiên chứ? Em ở đây chờ anh một chút. Anh đi lấy cho em ly nước. Chờ anh quay lại. Đó không phải là Lý Mỹ Dung sao? Sao cô ta đến đây mà ăn mặc xuề xòa thế? Buổi ra mắt nào Trì tổng cũng dẫn Lục Tuyết Nhi đến. Chắc là cô ta đã điên tới mức không quan tâm đến hình tượng nữa. Nếu là tôi làm dâu hào môn mà thành ra như vậy thì tốt hơn là không làm. Lý Mỹ Dung, sao giờ mới đến vậy? Buổi ra mắt cũng kết thúc luôn rồi. Là cô đã giở trò với cái thang máy, đúng không? Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. Dám làm mà không dám nhận. Cô cũng chỉ là một tên tiểu nhân chỉ dám làm sau lưng người khác mà thôi. Là tôi làm thì đã sao? Cô có bằng chứng không? Ngay cả buổi ra mắt như thế này mà Mạnh Thiên cũng không đưa cô đến. Thế mà cô còn mặc dày ngồi ở vị trí Trì phu nhân đến bao giờ nữa đây? Lần sau không chỉ là tắt thang máy đơn giản như vậy đâu. Cô nói xong chưa? Cô muốn gì? Chỗ này có rất nhiều người đang nhìn đấy. Cô làm gì vậy? Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là khơi mào gây sự trước. Cô muốn làm gì? Cô muốn làm gì? Làm hư thang máy đúng không? Chơi bẩn chứ gì? Dừng tay. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, em không sao chứ? Mạnh Thiên, may mà anh đến rồi. Em sắp bị cô ấy đánh ngất đi luôn rồi. Lý Mỹ Dung, hôm nay là buổi họp báo, cô lại đánh người ở đây. Cô điên rồi đúng không? Tôi muốn đánh thì đánh thôi. Chẳng lẽ còn phải chọn ngày nữa à? Cô có còn biết xấu hổ nữa không? Trì Mạnh Thiên, nếu như anh mà còn biết xấu hổ thì ở nơi như thế này anh không nên mang cô ta tới mới phải. Trì tổng, nguyên nhân vợ của anh đánh cô Lục là gì vậy ạ? Hai người có quan hệ gì? Tại sao người đi cùng ngài suốt cả buổi là cô Lục? Tôi, Mạnh Thiên, em, đầu em đau quá. Chắc là vừa nãy bị đụng trúng đâu đó rồi. Được rồi, anh đưa em đến bệnh viện. Tại sao vừa rồi cô lại đánh Lục Tuyết Nhi thế? Có phải cô ghen với cô ấy không? Trì phu nhân, anh Trì đã ôm Lục Tuyết Nhi đi rồi, cô cảm thấy như thế nào? Trì phu nhân, cô không nói gì, có phải là ngầm thừa nhận anh Trì đã ngoại tình không ạ? Ngại quá, các vị, cho tôi qua. Hôm nay sức khỏe cô Lý không được tốt lắm, hôm khác sẽ trả lời câu hỏi của các vị nhé. Làm ơn cho qua. Em vẫn ổn chứ? Em vẫn ổn. Cảm ơn anh, học trưởng Tiêu, vừa nãy đã giải vây cho em. Không có gì. Học trưởng Tiêu, em có thể phiền anh đưa em tới một nơi được không? Ba, ba ơi. Vợ à, con gái mình về rồi. Ba, ba nói là mẹ mất tích mà. Mẹ Lý, tại sao? Lúc nãy ba tưởng bà ấy đi ra ngoài. Ba đi khắp nơi tìm mà tìm không thấy. Ai biết được bà ấy trốn trong tủ chứ? Học trưởng Tiêu, xin lỗi anh nha. Em hại anh cũng hết hồn một phen. Không sao, tìm được là tốt rồi. Cậu là đàn anh của Dung Dung à? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cậu đợi chút. Là sao vậy? Dung Dung ấy, hồi đại học nó thích cậu đấy. Toàn là ảnh của cậu nè. Cái này cậu giữ lấy đi. Cho cậu đó.
nó vẫn luôn thích cậu đấy. Lại đi đâu phát điên rồi không biết nữa. Đến chỗ họp báo xem thử. Trì tổng, Dương Lực, phu nhân chắc là không còn ở đấy đâu. Hôm nay anh đã làm cô ấy rất vẻ mặt. Cô ta động tay động chân trước mặt bao nhiêu người. Nếu bị buộc tội cố ý gây thương tích thì hay rồi. Trì tổng, mặc dù tính tình của phu nhân thẳng thắn, rõ ràng, nhưng trước nay chưa từng thiếu lịch sự trước mặt người khác. Cậu đi điều tra thử. Hôm nay, sau khi Lý Mỹ Dung đến buổi họp báo thì đã xảy ra những chuyện gì? Vâng, tôi biết rồi. Đứng lại. Tối qua cô đi đâu? Ở cùng với ai? Một người bạn. Hay lắm. Một người bạn. Yêu nhất Sơn đúng chứ? Tôi đi đâu? Đi với ai? Có liên quan gì đến anh nhỉ? Cô qua đây cho tôi. Đây là cái gì? Lại là của Tiêu Nhất Sơn tặng đúng không? 3 năm kết hôn. Cả người cô, từ trên xuống dưới, có món nào không phải là hàng đắt tiền mà tôi mua cho. Bây giờ được Tiêu Nhất Sơn tặng cho loại đồ rẻ tiền này mà cô cũng chịu đeo. Tôi nói cho cô biết, ngoại tình trong giai đoạn hòa giải cũng được xem là ngoại tình đó. Nếu nói đến ngoại tình, Trì tổng, vậy thì việc anh ở trước mặt tất cả mọi người ông Lục Tuyết Nhi đi quy vào tội gì? Lúc đó Lục Tuyết Nhi bị thương nặng như vậy, giờ tôi không đưa cô ấy đi, chẳng lẽ để tất cả mọi người nghĩ rằng cô là người đàn bà chanh chua sao? Cho nên anh mới tình tứ với người phụ nữ khác, còn trách tôi sao? Tháo nó ra. Anh làm gì vậy? Đây là đồ của tôi, thứ đồ bẩn thỉu không xứng đáng xuất hiện trong nhà tôi. Anh bỏ ra. So về đồ bẩn thỉu, không ai qua nổi anh. Cô quay lại đây cho tôi. Trì tổng, anh lại chọc giận phu nhân khiến cô ấy không vui rồi. Sao lại gọi là tôi chọc giận cô ta? Rõ ràng là cô ta chọc giận tôi, lại còn càng lúc càng bạo lực. Thật ra thì phu nhân không phải vô duyên vô cớ đánh người đâu. Tôi đã kiểm tra camera của buổi họp báo ngày hôm qua. Tôi phát hiện nó đã bị ai đó cố tình xóa đi một đoạn rồi. Nhưng mà dựa vào đoạn sau thì vẫn có thể nhìn ra được. Tối hôm qua phu nhân bị nhốt ở trong thang máy. Trì tổng, chắc là anh cũng biết phu nhân có chứng sợ không gian hẹp. Vậy thì đây cũng không thể trở thành lý do để cô ta đánh người khác. Có lẽ còn có nguyên do khác bị giấu trong đoạn phim bị cắt ấy. Vậy mau tìm người khôi phục lại đi. Trì tổng, anh có muốn thử dỗ phu nhân không? Tại sao tôi phải đi dỗ cô ta? Rõ ràng cô ta chọc giận tôi trước. Cậu nghĩ tôi là kiểu đàn ông chuyên môn đi dỗ cho phụ nữ vui giống y như cậu đó hả? À dạ vâng. Trì tổng ngầu nhất. Nếu như mà phu nhân đã ngang ngược, không biết điều lại còn thô lỗ như vậy, thế thì để tôi giúp Trì tổng đuổi cô ấy đi nhé. Cậu rảnh lắm à? Không cần phải đi làm nữa hả? Giờ đi liền đây à? Cô đang làm gì vậy? Tôi muốn chuyển ra ngoài. Lý Mỹ Dung. Biết rõ bản thân bị hạ đường huyết mà còn không ngoan ngoãn ăn cơm. Ngay cả chăm sóc bản thân cũng không làm được mà còn muốn ly hôn với tôi sao?
Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. Cảm ơn anh. Sao còn làm nũng nữa vậy? Sao vậy? Phim được biết được điểm tốt của tôi rồi, nên không muốn ly hôn với tôi nữa sao? Đàn anh. Cảm ơn. Đàn anh sao? Đến lúc này rồi mà cô còn nhớ tới anh ta sao? Anh ta có gì tốt chứ? Anh ta chỉ là một thằng khốn thôi. Tiêu Nhất Sơn. Tiêu Nhất Sơn sao? Tháo nó xuống cho tôi. Thôi bỏ đi. Mắt nhìn đàn ông của cô thật sự rất kém. Nhưng mà tiêu chuẩn chọn chồng thì cũng còn được đó. Tay của anh. Tối hôm qua là anh đã chăm sóc tôi sao? Anh có? Không có. Tôi bận như vậy, đương nhiên là để cho bảo mẫu chăm sóc cho cô rồi. Cũng đúng. Cho dù anh có thời gian đi nữa cũng sẽ không tiêu phí nó cho tôi đâu. Ý cô là sao? Tôi chỉ là tự biết thân biết phận mà thôi. Suy cho cùng, hoa trồng trong nhà làm sao mà thơm bằng hoa dại được chứ. Tôi. Cô đừng cho rằng tôi không biết cô đang nói bóng nói gió cái gì nhé. Tôi nói cho cô biết, tôi và Tuyết Nhi không liên quan gì tới nhau cả. Tôi đã nhắc đến Lục Tuyết Nhi rồi sao? Nếu không phải anh có tật giật mình thì anh gấp cái gì chứ? Tôi thực sự không muốn gây ầm ĩ với cô đâu. Cô muốn đi đâu? Trì Tổng à, với quan hệ hiện tại của chúng ta thì tôi đi đâu cũng không cần phải báo trước với anh đâu nhỉ. Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô không thể tự ra ngoài được. Cô có thể ra ngoài đi dạo cùng với tôi. Trì Tổng à, bộ anh là đứa trẻ to xác sao? Ra khỏi nhà còn phải có người đi cùng nữa. Tuần này có buổi liên hoan cắm trại của công ty, cần chuẩn bị một số món quà. Cô là vợ của tôi, nhất định phải cùng tôi ra ngoài chọn lựa một chút. Không đi. 30 triệu. Đem mấy thứ này lên xe đi. Đây là màu mới đấy. Nếu như phu nhân thích, có thể thử một chút xem sao. Anh làm gì vậy? Vợ chồng hai người nhất định là rất yêu thương nhau. Nhìn động tác của anh, bình thường nhất định rất thường xuyên thoa son cho vợ mình nhỉ. Động tác thuần thục như vậy hẳn là đã thực hành rất nhiều lần với người khác rồi chứ gì. Cô muốn nói ai? Tôi nói ai? Trong lòng anh chắc hẳn phải rất rõ ràng chứ. Cô ghen sao? Trì Mạnh Thiên à, mức độ tự luyến của anh thật sự làm người ta ngạc nhiên đó. Hai chúng ta cũng sắp ly hôn rồi, tôi để ý mấy chuyện này làm gì nữa chứ. Trì Tổng giàu có nên không biết. Đối với một gia đình nhỏ bé từng trải qua cảnh phá sản như nhà tôi, ngay cả khi một miếng vải rách trong nhà bị trộm đi mất thì tôi cũng sẽ khó chịu trong vài ngày. Cầm lấy. Đây là thỏi son vừa rồi.
Nhưng tôi phải nói rõ cho cô biết, trước giờ tôi chưa bao giờ mua son cho ai cả, càng chưa bao giờ thoa son cho ai khác. Gì cơ? Tôi không nghe rõ. Lý Mỹ Dung à, nếu như tay cô có vấn đề thì mau đi gặp bác sĩ đi. Lại phát điên gì nữa đây? Hôm đó về, Trì Mạnh Thiên có làm khó gì em không? Không có. Có một tin tốt muốn báo cho em biết. Chiếc vòng cổ mà em đã thiết kế trước đó, thành tích đặt hàng rất tốt. Công ty đối phương muốn ký hợp đồng dài hạn với em. Thật sao ạ? Bộ thiết kế đó em đã vẽ ở nhà trong những năm vừa qua. Vốn cho rằng tất nhiên là thật rồi. Chỉ có điều chuyện anh không ngờ tới là sau khi em tốt nghiệp lại kết hôn với anh ta sớm như vậy. Thực ra mà nói, với tài năng của em, lúc đó có rất nhiều công ty muốn ký hợp đồng với em. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. Không sao chứ? Từ phu nhân à, bà muốn Mỹ Dung nhà chúng tôi qua đó xung hỉ. Điều này có vẻ không hợp lý lắm thì phải. Có thể gả cho Mạnh Thiên nhà chúng tôi đã là quá may mắn rồi. Còn lý do gì để từ chối nữa sao? Người mà con sẽ cưới là Trì Mạnh Thiên sao? Đúng. Ba, mẹ, con đồng ý gả. Mình đã nghĩ sau khi kết hôn sẽ có cách khiến anh ấy yêu mình. Chỉ tiếc là có một vài người trái tim họ vĩnh viễn không rung động. Có phải anh nói sai rồi không? À đúng rồi, hôm đó người của công ty nói với anh, họ muốn liên hệ với em nhưng mãi cũng không gọi được. Có chuyện gì thế? Chắc là hôm đó bị rơi vỡ trong thang máy. Lát nữa tìm người sửa lại, nếu được thì để anh xem thử cho. Được rồi. Anh Tiêu, sao anh đỉnh vậy chứ? Thực ra không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là chỗ này bị lỏng thôi. Nếu như là Trì Mạnh Thiên, chắc chắn anh ta sẽ chỉ nói em mua cái mới đi. Lý Mỹ Dung, cô và anh ta đang nói gì thế? Điện thoại của Mỹ Dung bị hư, tôi chỉ giúp cô ấy sửa lại thôi. Bị hỏng rồi thì để tôi bảo Dương Lực đi mua cho cô một cái mới. Không hổ danh là Trì Tổng, xuất thân giàu có đúng là khác nhau mà. Không giống như những đứa trẻ gia đình bình thường như chúng tôi, nếu đồ bị hỏng, phản ứng bản năng là phải đi sửa chứ không phải mua cái mới. Anh Tiêu, em nhớ lúc đó anh đi du học châu Âu là đi hệ tự túc mà. Chỉ tính riêng học phí cũng không phải khoản tiền nhỏ nhỉ. Đó là bởi vì có người chu cấp cho anh một khoản tiền. Ai thế? Chắc là anh ấy không muốn bị anh nhắc đến đâu. Đúng rồi, hôm đó quên chưa trả em cái này. Tôi vẫn còn ở đây đó. Hai người đưa vật định tình cho nhau hả? Trì Tổng hiểu lầm rồi. Cái này vốn là của anh mà. Trước đây bác gái nhận nhầm tôi là anh nên mới đưa nó cho tôi. Chuyện khi nào thế? Bỏ đi, em giải thích cho anh ta đi. Dù sao đi nữa cũng đừng vì anh mà gây ra hiểu lầm giữa hai người.
chuyện gì thế này? Trả lại đây cho tôi. Mẹ đưa cho tôi mà. Không phải anh nói đây là rác sao? Đó là bởi vì cô không giải thích rõ ràng. Nếu cái này là mẹ đưa cho tôi, vậy tại sao cô lại để Tiêu Nhất Sơn giữ chứ? Do mẹ nhận nhầm người thôi. Cho dù nhận nhầm người đi nữa, cô cũng không thể đưa cho anh ta được. Hôm đó do tôi quên mất thôi. Tôi không kịp nhớ ra. Cô thì bận cái gì chứ? Cô vốn không hề coi tôi là con rể của Lý Gia. Con rể của Lý Gia? Đúng đấy. Tôi không xem anh là con rể của Lý Gia đấy. Lúc mẹ tôi xảy ra chuyện, cũng chẳng thấy bóng dáng của anh đâu. Bây giờ anh vẫn còn Lý Sự Cơ à? Việc cô tự mình làm sai, cô còn trách tôi à? Cái sai của tôi chính là không nên đem sợi chỉ đỏ này về. Anh trả lại cho tôi. Bây giờ tôi có chút chuyện cần xử lý. Cô ở yên đây, đừng chạy lung tung. Lát nữa tôi quay lại đón cô. Còn nữa, tránh Tiêu Nhất Sơn xa ra một chút. Vòng tay đôi cũng đẹp quá nhỉ. Trị tổng, tổng doanh thu của công ty QS trong quý này đã vượt qua công ty con của chúng ta. Nguyên nhân là gì? Công ty họ tìm được một nhà thiết kế trang sức mới tên Thu Diễm. Sản phẩm thiết kế đầu tiên mới cho ra mắt đã tạo ra doanh số cao kỷ lục. Vậy thì kéo người về đây. Vâng. Phu nhân, Trị tổng xảy ra tai nạn rồi. Cái gì? Anh ấy đang ở đâu? Đã đưa đến bệnh viện rồi, đang cấp cứu. Bác sĩ nói có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sao thế hả? Trị Mạnh Thiên, xe của anh ấy rõ ràng mới được bảo dưỡng, dương lực lái xe cũng luôn rất an toàn. Tai nạn xe đâu thể lường trước được. Xin lỗi, em đi trước đây. Bệnh viện hàng đầu. Mạnh Thiên đâu rồi? Anh ấy sao rồi? Trì tổng, Mạnh Thiên. Phu nhân à, cô bình tĩnh lại đi. Cậu bảo tôi làm sao bình tĩnh được chứ? Mạnh Thiên, Mạnh Thiên, xin người nhà đừng quá kích động. Lý Mỹ Dung, cô làm gì vậy? Khóc hả? Mau đẩy đi, đi lẹ mau. Anh không sao? Cậu gan quá nhỉ. Tôi làm sao chứ? Tôi biết rồi. Nào lại đây. Đây là sắp mất mạng mà cậu nói đấy à? Sao nào, tôi chưa ngủ. Cô thất vọng lắm hả? Tôi đâu có muốn anh mất mạng chứ. Dù gì anh cũng chưa lập di chúc mà. Nếu đi đột ngột như vậy thì sao tôi lấy được nửa phần tài sản của anh chứ? Cô, phu nhân, Trì tổng tuy nói là trẹo chân thôi, nhưng thực ra là liên quan tới chuyển động toàn thân đấy. Trì tổng chỉ nói bị thương nhẹ thôi, một mực không chịu để bác sĩ bôi thuốc cho. Chuyện này không phải rất nguy cấp sao? Không sao, chẳng vấn đề gì. Không phải chỉ là trẹo chân thôi sao? Đợi đến lúc anh ta già rồi, đẩy anh ta đến công viên, để anh ta nhìn tôi cùng trai đẹp khác khiêu vũ với nhau. Vậy cô không định ly hôn với tôi nữa à? Dù sao ly hôn rồi cũng phải đi tìm người khác, chẳng qua là đổi người mà thôi. Bây giờ tôi sẽ đi điều trị liền. À đúng rồi, tôi tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội khiêu vũ với người khác. Ai muốn khiêu vũ với cô, tôi sẽ đánh gãy chân người đó. Nào,
nhỏ tiếng thôi. Được. Nào, ăn thêm chút rau đi. Anh gấp cho tôi nhiều rau như vậy. Anh đang cho dê ăn à? Cô ăn nhiều thịt như vậy, không sợ sau này già sẽ bị bệnh sao? Tôi vẫn còn trẻ, quan tâm chi mấy cái đó? Không được lãng phí. Tôi ăn xong rồi. Tôi còn không quan trọng bằng đồ ăn sao? Anh có ngã xuống đất cũng không bị gì đâu. Nhưng đồ ăn mà rơi xuống đất thì sẽ không ăn được nữa. Lý Mỹ Dung, cô, không phải anh đã nói sao? Không được lãng phí. Sao anh lại để bảo mẫu nghỉ phép hết vậy? Tôi đỡ không nổi anh đây này. Cô nghĩ làm vợ người khác là mỗi ngày chỉ việc ăn uống mua sắm à? Tôi nói cho cô biết, đây chính là lúc để cô chứng minh giá trị bản thân mình. Anh đang cố ý hành tôi thì có, tôi cố ý sao? Tôi cũng đau lắm. Đúng là anh đã đến tuổi trung niên rồi, sức khỏe càng lúc càng yếu, dương lực người ta cũng đâu đến nỗi này. Anh cũng chỉ bông gân thôi. Lý Mỹ Dung, tôi bị què chân chứ không có bị điếc. Ai là người đến tuổi trung niên nên yếu hả? Bây giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào gọi là sức mạnh đàn ông. Anh đã thế này rồi còn cậy mạnh à? Đừng sợ, tôi bảo vệ cô. Phim được dịch Đừng cử động và lồng tiếng tôi đi bôi thuốc cho anh. Nhẹ tay thôi, đau quá. Đau lắm à? Tất nhiên là đau rồi, chứ tôi gạt cô làm gì. Tôi vẫn chưa chạm vào anh mà, nhưng vẫn rất đau. Bác sĩ nói chân của anh đâu nghiêm trọng lắm đâu. Vậy tôi sẽ nhẹ tay. Lý Mỹ Dung, con nhỏ sao chổi này, đây là cách mà cô chăm sóc cho Mạnh Thiên sao? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Nếu mẹ không đến đây thì làm sao biết được nó đang muốn hại con? Mỹ Dung, nếu như chị không biết cách chăm sóc cho Mạnh Thiên thì để tôi làm cho. Nếu có người tự nguyện đến hầu hạ như vậy, vậy được thôi. Con nhỏ xấu xa này, có phải cô cố tình làm con trai tôi bị nặng hơn không? Cô, mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ, bà còn nhớ những gì tôi đã nói với bà không? Nếu như bà còn đánh tôi nữa. Mỹ Dung, chị không được đánh Mạnh Thiên. Nếu chị đang muốn trút giận, chị cứ đánh tôi đi. Là tôi nói với bác gái muốn đến chăm sóc cho Mạnh Thiên. Được, vậy thì giao cho cô đó. Mỹ Dung, Mỹ Dung, cô không được đi. Cô đi rồi tôi phải làm sao? Chịu đi. Mỹ Dung, con đuổi theo nó làm gì? Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy? Con bị tai nạn xe, mẹ đến thăm con không phải là chuyện bình thường sao? Mẹ dẫn Tuyết Nhi đến đây cũng là để chăm sóc con. Sao em không ở bệnh viện đi? Bác gái nói anh gặp tai nạn, em chỉ muốn đến chăm sóc anh. Không cần đâu. Sao lại không cần chứ? Vậy lỡ như con bị thương nặng hơn thì sao? Mẹ xem có phải chân con đã ổn hơn rồi không? Con, chân của con, rõ ràng vừa nãy chân của anh
Chẳng lẽ là anh giả bộ sao? Mẹ, sau này không có việc gì thì ít đến tìm con thôi. Tuyết Nhi, con đừng buồn, mẹ nhất định sẽ giúp con đuổi Lý Mỹ Dung, con nhỏ xấu xa đó. Lần này hai người ly hôn thật sao? Thật đấy. Ba mẹ mình đã biết cả rồi, cho nên là mình chuẩn bị dọn về sống. Không sao, đợi chừng nào cậu ly hôn thật, chị đây làm cho cậu một bữa tiệc mừng cậu quay về trạng thái độc thân. Xả xui. Được thôi. Sau này mình nhất định phải cố gắng kiếm tiền để ba mẹ mình được sống những ngày tháng hạnh phúc. Cô Lý Mỹ Dung à, Lý Thanh Hải là ba của cô đúng không? Dạ phải. Mời cô đến đây một chuyến. Ba, sao ba lại có dính líu đến góp vốn phi pháp vậy? Ba cũng không rõ nữa. Sáng nay cơ quan chức năng tới công ty thì ba mới biết chuyện này. Nếu như ba không làm gì cả, vậy thì cứ giao cho họ giải quyết đi. Tin chắc rằng bọn họ sẽ điều tra ra được. Hy vọng là thế. Mình đi thôi. Mẹ ơi, con với ba về rồi đây. Lệ Lệ, bà đâu rồi? Tôi về rồi đây. Mẹ ơi, mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ, mẹ ơi, cửa vẫn mở. Ba nghĩ có khi nào mẹ chạy ra ngoài rồi không? Mình đã tìm mấy ngày rồi, vẫn không có chút tin tức nào của mẹ con. Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ba, ba yên tâm đi, chắc chắn sẽ tìm ra được mẹ mà. Ba uống bụng nước trước đi ba. Là tại ba, tại ba ra ngoài mà quá sơ ý, tại ba vội vàng ra ngoài quá. Là tại ba, đều tại ba cả. Ba ơi, ba, ba nhất định phải cố lên. Ba, ba ơi con xin ba. Ba, ba nhất định phải ráng lên. Ba phải ráng lên. Ba, xin dừng bước. Ba ơi, phải ráng lên. Người nhà bệnh nhân xin dừng bước. Phòng phẫu thuật. Ba đang làm phẫu thuật. Còn mẹ của em, em phải đi tìm mẹ của em, Mỹ Dung. Anh biết bây giờ em đang rất sốt ruột, nhưng bây giờ chỉ có một mình em, mà bác trai cũng cần có người chăm sóc. Đừng lo, anh sẽ ở lại với em. Vẫn còn chị Mạnh Thiên. Bác sĩ, tình hình bây giờ của cô ấy thế nào rồi? Tốt nhất là nên ở lại bệnh viện quan sát. Alo, Trì Mạnh Thiên. Ba, chồng ơi, em khát nước. Sao vậy? Trì Mạnh Thiên, tại sao cứ mỗi lần em cần anh thì anh luôn ở bên người khác vậy? Tuyết Nhi à, em đừng có gọi bậy. Em là em gái của Trần Minh, cũng coi như là em gái của anh. Em như vậy rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm.
dù sao cũng không phải ruột thịt. Gọi thì gọi có sao đâu chứ. Em sợ là thời gian của em không còn bao lâu nữa. Em yên tâm, lần này anh đã tìm cho em một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Ông ấy có một góc nhìn rất khác biệt về căn bệnh mà em mắc phải. Em xem, cũng đã muộn rồi. Anh đi trước nhé, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Sao thế? Có liên lạc được với anh ta không? Không cần tìm anh ta nữa. Đừng lo, phía bên bác gái, anh sẽ sắp xếp người tiếp tục tìm kiếm. Cảm ơn anh, học trưởng Tiêu. Không cần khách sáo với anh đâu. Chị Mạnh Thiên, tôi không nên có bất cứ kỳ vọng nào với anh. Em sợ lắm. Anh đừng bỏ em lại có được không? Chỉ là kiểm tra định kỳ thôi mà. Không phải trước đây em cũng đã làm rất nhiều lần rồi sao? Em cũng không biết vì sao nữa. Chỉ là đột nhiên em cảm thấy rất sợ hãi. Em đừng làm loạn nữa. Mạnh Thiên à, Dương Lực, gần đây vợ tôi có liên lạc với cậu không? Không có. Bà Lý mất tích rồi, còn ông Lý thì bị xuất huyết não cấp tính phải nhập viện rồi. Phu nhân vẫn luôn ở bệnh viện để chăm sóc. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Cách đây vài ngày. Sao cậu không nói với tôi sớm hơn chứ? Này đâu, đâu đấy, đâu tôi mà, vào trong đi. Mỹ Dung à, vụ công ty huy động vốn trái phép đã điều tra rõ ràng rồi. Chính ông ta đã làm ra chuyện xấu này. Chú hai, mấy năm nay ba của tôi đối xử với chú không tệ mà. Chú có biết chú làm như vậy là phạm pháp không hả? Chú muốn khiến ba tôi phải đi tù hay sao? Chú thật sự chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Là Trì Mạnh Thiên, chính là Trì Mạnh Thiên đã xúi giục chú làm như vậy đó. Trì Mạnh Thiên sao? Đúng vậy, chính là Trì Mạnh Thiên. Cậu ta đã cử cấp dưới đến đưa bản kế hoạch cho chú. Nếu không thì làm sao mà chú có thể nghĩ ra được cái cách này chứ? Không thể nào, không thể nào có chuyện này. Anh ta không có lý do gì để làm thế cả. Không phải, Dung Dung à, thật ra cậu ta chỉ là không muốn ly hôn với cháu. Cháu nghĩ đi, cháu thành ra thế này rồi. Vậy thì không phải là cháu không thể ly hôn với cậu ta rồi sao? Trì Mạnh Thiên, hóa ra tất cả những chuyện này đều là do anh sai khiến sao? Anh đến đây làm gì? Tôi đến thăm ba. Tiếng gọi ba này của Trì Tổng, chúng tôi không thể gánh vác nổi đâu. Mang theo đồ của anh. Cút đi. Dung Dung à, cô nghe tôi giải thích đi. Anh có gì để giải thích sao? Tôi thật không ngờ anh lại không từ thủ đoạn như vậy. Anh vậy mà lại cử người đến xúi giục chú hai tôi đi huy động vốn trái phép. Cô đang nói cái gì thế? Cái gì mà huy động vốn trái phép chứ? Còn giả vờ không biết gì với tôi sao? Chuyện này anh định giải thích thế nào đây? Tôi, Trì Mạnh Thiên à, anh đừng nói gì nữa hết. Vào thời điểm tôi cần anh nhất, nếu như anh đã chọn ở bên người khác, vậy thì sau này tôi cũng không cần anh ở bên tôi nữa. Tôi cũng không cần anh ở bên tôi nữa.
đi ra ngoài. Tôi có thể giải thích mà Mỹ Dung, hãy để lời giải thích của anh lại cho người khác đi. Trì Tổng à, tôi đã điều tra qua rồi. Người đã từng tiếp xúc với chú hai của phu nhân đúng là người của công ty con của chúng ta, là một giám đốc nhỏ. Vậy thì hãy tìm hắn đến đây cho tôi. Nhưng mà hắn vừa mới gặp tai nạn cách đây 2 ngày, qua đời rồi. Qua đời rồi sao? Điều tra cho tôi. Chuyện này nhất định không đơn giản như vậy đâu. Trì Tổng à, xảy ra chuyện rồi. Được biết, kẻ chủ mưu họ Lý của vụ án huy động vốn trái phép lớn đã được đưa tin trước đó, chính là ba của người đã đánh người trong đoạn phim rất nổi gần đây. Nhưng vì ông Lý nhập viện vì bệnh tình, dẫn đến việc điều tra vụ án bị đình trệ. Hôm nay, rất nhiều nạn nhân đã vây quanh cổng bệnh viện, yêu cầu một lời giải thích. Tìm ra nguồn gốc của đoạn phim này cho tôi. Thủ tiêu đoạn phim này ngay lập tức. Nào Mỹ Dung, ra ngoài rồi nói, đừng làm ồn đến ba. Tất cả đều do những kẻ đòi nợ làm sao? Đúng là vô pháp vô thiên mà. Bọn họ đã bị lừa hết mồ hôi nước mắt của mình. Đánh mất lý trí cũng là điều đương nhiên. Mỹ Dung, tôi sẽ cử thêm vài vệ sĩ đến. Tôi sẽ không để cô gặp phải chuyện như vậy nữa đâu. Không cần đâu Trì Mạnh Thiên. Chúng ta ly hôn đi. Chuyện chú hai cô huy động vốn bất hợp pháp, tôi không thể nói rõ ràng trong chốc lát được. Nhưng xin cô hãy tin tôi, thật sự không phải do tôi xúi giục. Có phải anh hay không cũng không còn quan trọng nữa. Sao lại không quan trọng nữa chứ? Chuyện đó là Trì Mạnh Thiên. Bây giờ cứ hễ nhìn thấy anh, tôi liền cảm thấy bản thân mình chính là kẻ đã gây ra tai họa cho ba mẹ. Không phải đâu, chuyện này không liên quan gì đến cô cả. Chắc chắn là có kẻ đứng phía sau chỉ thị. Anh không hiểu đâu. Nếu chúng ta ly hôn sớm hơn một chút thì tất cả những chuyện này chắc sẽ không xảy ra rồi. Chuyện này thì có liên quan gì đến việc ly hôn chứ? Như vậy đi, cô đã mệt mỏi mấy hôm nay rồi, về nghỉ ngơi chút đi. Những việc khác để sau rồi nói. Trì Mạnh Thiên, bây giờ tôi không muốn làm lỡ chuyện của anh đâu. Bây giờ chúng ta đến ủy ban thành phố đi, càng nhanh càng tốt. Cô có cần phải gấp gáp như vậy không? Được rồi, cô nhìn thử bộ dạng bây giờ của cô đi. Cô nghĩ có thích hợp để đến ủy ban thành phố không? Đúng vậy, để người ta thấy vợ cũ của Trì Tổng trong bộ dạng như thế này, chắc chắn sẽ làm mất mặt anh. Bây giờ tôi về nhà thay quần áo. 3 giờ chiều nay gặp nhau ở cổng ủy ban thành phố. Mỹ Dung,
Mời hai vị xuất trình giấy đăng ký kết hôn. Giấy đăng ký kết hôn. Phiền Trì Tổng nhanh lên chút, tôi còn phải về chăm sóc ba tôi nữa. Giấy chứng nhận ly hôn. Ủy ban thành phố Hoa Thành. Cậu đến đâu rồi? Để tôi đưa cô về. Không cần đâu. Lý Mỹ Dung, nếu ngày nào đó cô đổi ý rồi, chỉ cần cô nói với tôi lập tức sẽ tái hôn với cô. Buông ra đi. Bỏ ra. Mỹ Dung, Trì Mạnh Thiên, anh đừng nói nữa. Giờ tôi nhìn thấy anh, tôi liền cảm thấy buồn nôn. Cô ghét tôi tới mức vậy sao? Tôi không phải. Lên xe. Mỹ Dung. Cậu có tin? Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ đổi cái này thành giấy đăng ký kết hôn không? Cậu vẫn ổn đấy chứ? Chắc do sáng sớm uống cà phê lúc bụng đói nên hơi buồn nôn chút. Mỹ Dung, cậu phim được dịch Thuyết Minh cái đó bao lâu chưa đến rồi? Mình có thai rồi. Phu nhân, nào chuyển hết vào trong đi. Các cậu, đặt nó ở đó. Đồ của tôi, nhiều như vậy sao? Đây là do Trì Tổng dặn dò, mang tặng cho phu nhân. Giờ tôi không còn là Trì phu nhân nữa. Những thứ này đều là tài sản chung của Trì Tổng và phu nhân. Sau khi phân chia, đưa đến cho phu nhân. Phần tài sản cố định còn cần phu nhân quay lại để thực hiện một vài thủ tục. Những món đồ vừa mới mang qua đó đều là túi hàng hiệu, đồ trang sức các loại. Trước đây Trì Tổng tặng phu nhân, phu nhân vui lòng kiểm nhận cho. Cậu cầm về đi, tôi không cần. Cậu mau đi đi. Phu, cô Lý, Trì Tổng mấy ngày nay tâm trạng không được tốt, tôi không dám trái ý anh ấy đâu. Nếu như cô không cần, mong cô tự đi nói với anh ấy nhé. Trời ơi, nhiều thế à? Trì Mạnh Thiên cho người đem đến. Anh ấy muốn quay lại với cậu đó. Nói đây là tài sản chung của vợ chồng sau khi được chia. Đống đồ này không ít tiền đâu. Trì Mạnh Thiên đối với cậu cũng thật là hào phóng quá đi. Để mình xem coi. Cái gì đây? Tin được không? Trời đất ơi, đúng là người hào phóng. Vậy mới là Trì Tổng chứ. Mỹ Dung, cậu thật sự không bị mê hoặc bởi sự giàu có này sao? Cậu đỉnh thật đấy. Mỹ Mỹ, mình không muốn những thứ này. Cậu giúp mình nói với anh ấy,
Thôi cậu đừng. Mặt của anh ấy lạnh như băng vậy. Mình không muốn nói chuyện với anh ấy đâu. Mỹ Dung, hay là cậu tự đi nói với anh ấy đi. Mình cũng không muốn nói chuyện với anh ấy. Cậu làm gì vậy? Cậu đừng có lộn xộn. Cậu đưa đây. Alo. Sao vậy? Có phải cô thấy vẫn là tôi đối với cô tốt nhất, cho nên muốn tìm tôi tái hôn không? Là tôi. Lâm Mỹ Mỹ sao? Lý Mỹ Dung đâu? Mỹ Dung muốn tôi giúp cô ấy chuyển lời cho anh. Trì Mạnh Thiên, anh mau đem đống đồ này cút hết đi. Alo. Mẹ. Alo mẹ. Mạnh Thiên à, con có bị điên không? Con lại đem tất cả của cải đưa cho con nhỏ đó. Con nghĩ nó sẽ cảm động sao? Mẹ, tiền con kiếm được cả đời này cũng sẽ không đưa cho người phụ nữ khác xài. Kiếm nhiều tiền như vậy thì có ích gì chứ? Con còn muốn vì con nhỏ đó mà độc thân cả đời sao? Ngày mai mẹ sẽ sắp xếp người xem mắt với con. Mẹ không cần bận tâm đâu. Cả đời này nếu con có tái hôn thì cũng chỉ tái hôn với cô ấy. Trì tổng, anh đừng uống nữa. Anh uống tí trà đi. Trì tổng, theo tôi thì nếu những lời vừa nãy anh nói cho phu nhân nghe, hai người sẽ không đến mức ly hôn. Dù trước đây chưa từng nói cũng không quan trọng, nhưng nếu bây giờ anh nói chắc chắn có thể. Vậy lần sau chúng ta nói chuyện tiếp. Được thôi. Nói tóm lại, em có thể đạt được thành tích lớn như vậy đều là do năng khiếu của em. Ngày nào cũng ở nhà vào bếp làm nội trợ, thật sự đã chôn vùi em. Tiêu Nhất Sơn, Tiêu Nhất Sơn, anh cố ý đúng không? Anh chủ động tiếp cận cô ấy là có mục đích hết. Trì Mạnh Thiên, anh làm gì vậy? Anh bỏ ra mau. Trì Mạnh Thiên, anh nói đúng đó, chính là tôi cố ý. Tôi quay lại là vì em ấy. Lý do rất đơn giản, bởi vì tôi cứ nghĩ anh có thể chăm sóc tốt em ấy, nhưng thật đáng tiếc anh không làm được. Nếu đã như vậy thì để tôi chăm sóc em ấy. Anh chăm sóc cô ấy sao? Giống như năm đó anh từng chăm sóc hả? Tôi nói cho anh biết, tốt nhất anh đừng có bắt nạt cô ấy. Anh mau tránh xa cô ấy ra. Trì Mạnh Thiên, anh bị điên rồi hả? Tôi bị điên? Cô nói tôi bị điên sao? Thật xin lỗi anh, học trưởng Tiêu. Anh ấy say rồi. Anh đừng so đo với anh ấy. Tôi không say. Tôi nói cho cô biết, mặc dù tôi có uống rượu, nhưng tôi không say. Tốt nhất anh nên tránh xa cô ấy ra, càng xa càng tốt. Anh đi trước đi. Về nhà. Không về. Có về không? Không về đó. Đi. Đi về nhà. Tôi đau đầu. Còn nói không uống nhiều sao? Buông ra.
Cô có biết lúc cô không ở bên, tôi không uống rượu thì sẽ không ngủ được. Cô không muốn tốt cho tôi sao? Sao tôi có thể không muốn tốt cho anh chứ? Giống như trên mạng nói vậy đó. Nói là cho dù người cũ có tốt đến cỡ nào cũng nên xem như là không tồn tại. Không đến mức đó đâu. Những năm qua anh đã vì tôi và Lý Gia chi biết bao nhiêu tiền. Về chuyện này tôi vẫn rất cảm ơn anh. Tôi biết ngay cô chỉ thích tôi vì tiền. Nhưng mà tại sao khi Tiêu Nhất Sơn trở về, ngay cả tiền của tôi cô cũng không cần nữa? Mạnh Thiên, nếu anh đã tỉnh rồi thì mau về đi. Sau này có uống rượu thì nhớ nhốt mình trong nhà. Người phụ nữ này phiền phức như vậy. Alo, Trì Tổng, về sự việc bên phía nhà phu nhân đã có tiến triển mới. Trì Tổng, từ mạng lưới quan hệ của người quản lý mà điều tra, tôi tìm thấy Tiêu Nhất Sơn. Tiêu Nhất Sơn sao? Lúc trước bảo cậu đi điều tra về Tiêu Nhất Sơn, cậu nói anh ta đã kết hôn ở nước ngoài. Sau khi ly hôn, vợ anh ta cũng đã qua đời vì tai nạn. Đúng vậy, anh ta còn nhận được một khoản tiền bồi thường lớn từ bảo hiểm. Tôi cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ. Tôi đang cho người theo dõi. Vậy thì cứ tiếp tục phái người điều tra. Còn nữa, nhất định phải phái người bảo vệ thật tốt cho Lý Mỹ Dung. Vâng, tôi biết rồi. Nhà của phu nhân sao lại có cái này? Cái gì? Đây là axit folic. Thường thì những người có thai mới uống cái này. Anh đừng nói nữa. Bây giờ tôi nhìn thấy anh liền khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Khoa ngoại trú, bệnh viện liên kết số 1. Giúp tôi đem thuốc tới phòng bệnh. Vâng. Tại sao Lý Mỹ Dung lại đến bệnh viện? Cô có thai rồi sao? Tôi nghe nói sau khi cô ly hôn với Mạnh Thiên liền đi tìm tình yêu mới. Cô đó đúng là không biết liêm sỉ mà. Sao thế? Bị tôi nói trúng rồi đúng không? Cô chỉ là loại phụ nữ đứng núi này trông núi nọ. Cô không nhớ lần trước bị đánh phải không? Thì sao? Cô muốn đánh tôi à? Nếu cô cảm thấy chuyện lần trước chưa đủ khiến cô nổi tiếng thì cô cứ đánh đi. Cô đừng kích động. Thân phận của cô ấy rất cao quý. Thì sao? Bây giờ đến cả bệnh nhân cũng phân địa vị cao thấp nữa sao? Cũng không hẳn là vậy. Lần trước tôi thấy Trì Tổng đích thân đưa cô ấy đến bệnh viện làm kiểm tra. Cái dáng vẻ đó chắc chắn cô ấy sắp trở thành người trong lòng Trì Tổng rồi. Nếu cô đánh cô ấy bị thương thì ngày tháng sau này ở Hoa Thành cô biết sống thế nào đây? Nghe rõ chưa? Tôi khuyên cô mau biến đi.
biến càng xa càng tốt. Mỹ Dung, Mạnh Thiên, sao anh lại đến bệnh viện? Em đã nói gì với cô ấy? Em không có nói gì cả. Chính cô ấy nhìn thấy em như nhìn thấy kẻ thù vậy, còn muốn đánh em nữa. Đoạn phim Mỹ Dung đánh người ở trên mạng có phải là do em đăng không? Đoạn phim gì chứ? Em không biết gì cả. Lục Tuyết Nhi, bởi vì anh trai của em nên anh mới luôn khoan dung và chăm sóc em. Nhưng anh không ngờ em luôn ở sau lưng anh làm những chuyện bị ổi đó. Mạnh Thiên, Lý Mỹ Dung đối với anh quan trọng đến như vậy sao? Anh từng hứa với anh trai em là sẽ luôn chăm sóc cho em mà. Em không xứng nhắc đến anh trai mình. Trước khi anh ấy qua đời đã nghĩ em mắc bệnh nan y. Giây phút trước khi anh ấy đi vẫn còn bảo anh phải chăm sóc cho em thật tốt. Nếu em không như vậy thì anh sẽ không để ý đến em. Anh quá thất vọng về em rồi. Anh nói cho em biết, kể từ ngày hôm nay giữa anh và em sẽ không có bất kỳ mối quan hệ gì nữa. Mạnh Thiên, không sao chứ? Tiêu Nhất Sơn, anh có biết Lý Mỹ Dung đã mang thai đứa con của Trì Mạnh Thiên rồi không? Anh có còn muốn cái loại hàng qua tay đó nữa không? Cô nói cái gì? Cô ấy có thai rồi sao? Vậy thì phải cảm ơn cô đã nói cho tôi biết tin này. Anh cười cái gì? Lý Mỹ Dung đó có gì hay ho đâu mà các anh lại bị cô ta mê hoặc đến như vậy. Đây là danh thiếp của tôi, cứ xem như là tôi trả ơn cho cô vì đã báo cho tôi biết tin tức này. Cầm lấy đi. Tin tôi đi. Cô sẽ cần đến thôi. Mỹ Dung, alo, Trì tổng, không hay rồi, phu nhân, cô ấy, hôm nay cô ấy có hẹn làm phẫu thuật, chắc là muốn bỏ đứa bé. Cái gì? Cậu thật sự định làm cuộc phẫu thuật này sao? Không sao cả, chỉ là một cuộc phẫu thuật thôi mà. Vậy cậu có cần nói cho Trì Mạnh Thiên biết không? Dù đúng hay sai, anh ta cũng là cha của đứa bé mà. Nói với anh ta thì có ích gì? Anh ta không quan tâm đâu. Mình vào nhé. Cô Lý, quá trình phẫu thuật sẽ kết thúc nhanh thôi, cô đừng quá lo lắng, cô hiểu không? Nếu anh mà dám để cô ấy chịu tổn thương, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Trì Mạnh Thiên, anh làm loạn cái gì vậy? Tôi làm loạn sao? Cô nói tôi làm loạn sao? Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Đợi đã. Dừng tay. Lý Mỹ Dung, sao cô lại có thể tàn nhẫn như vậy? Không ngờ cô dám làm chuyện này. Tôi làm cái này thì sao? Chuyện quan trọng đến như vậy, tại sao cô lại không thương lượng với tôi trước? Đây là phòng phẫu thuật, mời người không phận sự ra ngoài. Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô dám làm phẫu thuật cho cô ấy, thì gia tôi sẽ khiến cô không thể đụng đến dao mổ được nữa. Trì Mạnh Thiên, sao lại có một người chuyên quyền độc đoán như anh vậy?
Tôi chuyên quyền độc đoán sao? Cho dù chúng ta đã ly hôn thì tôi cũng là ba của đứa bé. Không lẽ tôi không có quyền quyết định sao? Anh xem đi. Sau đó hẳn nói anh có tư cách để quyết định hay không. Tôi có nói bỏ đứa bé bao giờ đâu. Tôi chỉ đến đây, chỉ đến để siêu âm thôi mà. Sao cô không nói sớm? Bác sĩ, đợi tôi với. Bệnh nhân nằm ở giường này đâu rồi? Ông ấy đi đâu rồi? Sáng hôm nay chị Tổng đã giúp ông Lý chuyển sang phòng VIP rồi. Tôi định nói với cô, nhưng mà tưởng là cô đang... Tôi đã mời bác sĩ hàng đầu đến đây để chữa trị cho ba rồi. Cảm ơn anh đã giúp ba tôi. Không cần cảm ơn, ông ấy cũng là ba tôi mà. Cô đi đâu vậy? Tôi đi mua ít hoa tươi để trong phòng bệnh của ba. Tôi đi với cô. Loại này, với loại này, cả loại này nữa. Làm phiền gói lại giúp tôi. Có thích không? Lúc trước anh từng nói tặng hoa là chuyện tầm thường nhất mà. Đó là lúc trước. Còn bây giờ thì anh thấy chuyện này rất hay. Anh, có phải anh đang có âm mưu gì không? Đúng là anh đang có âm mưu thật. Âm mưu của anh chính là theo đuổi lại em. Anh của bây giờ học ở đâu ra mấy câu ngọt ngào này vậy? Anh vẫn luôn biết nói như vậy mà. Ông xã, em có đẹp không? Đẹp. Giống như mặt trăng vậy. Thật sao? Vừa trắng, vừa sáng, lại còn trọc lóc nữa. Anh, em cười gì thế? Buồn cười lắm sao? Cười cũng không được nữa hả? Cười một cái là trẻ ra 10 tuổi đó. Phải. Cười một cái trẻ ra 10 tuổi. Nhưng mà người càng hay cười càng dễ có nếp nhăn đấy. Anh đó, em đang làm gì thế? Ông xã, em đang vuốt cho mất nếp nhăn. Mất hết rồi. Lúc trước em đều nhường nhịn anh. Nếu không thì bây giờ anh sẽ sửa. Tự dưng vai của em mỏi quá. Cái túi này. Khoan đã, em để đàn ông con trai như anh đeo cái túi xách nữ này sao? Thế còn ra hệ thống gì nữa? Thỉnh thoảng trải nghiệm một chút cảm giác đeo túi xách cũng không phải là không được. Anh đeo thật sao? Đừng cười. Mỹ Dung, trùng hợp quá. Anh cũng ở đây à? Anh đến đây làm gì? Tôi đến thăm bác trai. Phải rồi, đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi anh. Cái cô Lục Tuyết Nhi kia của anh làm trong đoạn phim Trục Ngọc, anh biết mà đúng chứ? Nhưng mà anh có biết tạo hình trang phục của cô ta đã xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng không? Trì Tổng, anh định giải quyết như thế nào đây? Cô ta xảy ra vấn đề thì có liên quan gì đến tôi? Cô ơi, hoa của cô gói xong rồi. Cảm ơn anh. Chẳng phải trước giờ anh và cô ta là người yêu của nhau sao? Sao tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì vậy? Phiền anh trả lại tôi cái túi.
Em vừa mới nói em đeo túi mệt mà, có mệt nữa thì cũng đâu thể bắt bạn trai của người khác đeo hộ được. Lý Mỹ Dung, em lại có ý gì nữa đây? Chẳng có ý gì cả. Tôi muốn về chăm sóc ba tôi. Chúng ta cùng đi đi. Thiết kế của cô toàn là ba cái thứ tào lao gì không vậy hả? Cô có muốn sao chép thì cũng phải tìm thứ đàng hoàng mà chép ký. Cô thiết kế cái gì đây hả? Nghe nói ban đầu đánh rớt một cố vấn thời trang đã được lựa chọn kỹ càng, rồi cố nhét cô ta vào. Trên mạng thì nổi quá trời, nhưng thực lực chẳng ra làm sao. Cô không biết đâu, hình vừa bị tung ra là bên tạo hình của bộ phim này bị chửi cho lên top tìm kiếm luôn. Nói bộ phim tình cảm cổ trang có chế tác lớn nhất của năm là hàng rác rưởi. Tiếc cho cố vấn thời trang bị đánh rớt kia quá. Bị loại người có trình độ như này kéo xuống đúng là bất công mà. Alo, Mạnh Thiên, trong đoàn làm phim xảy ra chút chuyện, anh có thể nào giúp em được không? Lần trước anh đã nói rất rõ ràng với em rồi, giữa hai chúng ta không còn chút liên quan nào nữa. Nhưng mà alo, hãy giúp tôi dìm chuyện của đoàn phim Trục Ngọc xuống đi. Giúp cô sao? Giúp cô thì tôi được lợi gì? Anh cũng không muốn nhìn thấy cảnh Trì Mạnh Thiên và Lý Mỹ Dung quay lại đâu đúng không? Bây giờ Lý Mỹ Dung đã có được hơn nửa tài sản của Trì Mạnh Thiên rồi. Lấy cô ta, anh sẽ có được cả quyền lẫn tiền. Muốn tách bọn họ ra không dễ đâu. Nhưng khiến Lý Mỹ Dung hận Trì Mạnh Thiên thấu xương không phải là xong chuyện rồi sao? Lý Thanh Hải, phải làm thế nào? Không cần tôi phải dạy chứ? Thế này thì Lý Mỹ Dung không hận Trì Mạnh Thiên mới lạ. Ông cũng đừng trách tôi. Muốn trách thì hãy trách con gái ông cản đường của tôi. Bệnh nhân phòng 1203, có phải hôm nay vẫn chưa lấy máu đúng không? Làm cái gì đó, đi nhầm phòng thôi. Y tá, kết quả xét nghiệm của ba tôi hôm nay thế nào? Không khác biệt lắm so với chỉ số ngày hôm qua. Khi nãy có một cô gái kỳ lạ lén la lén lút ở trong phòng của ông Lý. Dương Lực, cử thêm mấy người nữa đến bệnh viện canh giữ đi. Anh đưa cho tôi thứ thuốc quái quỷ gì vậy? Bơm mãi mà không ra được, khiến tôi không kịp, đồ vô dụng. Có chút chuyện mà cũng làm không xong, hèn gì Trì Mạnh Thiên không thèm cô là phải. Anh, anh dám động đến tôi sao? Anh coi chừng tôi đó, đồ vô dụng như cô. Tôi động vào cô đó thì sao? Tôi nói cho cô biết, không có Trì Mạnh Thiên thì cô chả là cái thái gì cả. Còn anh thì tính là cái thái gì chứ? Biến, biến đi. Chú
Một người thôi mà cậu cũng không trông chừng được. Đồ vô dụng. Ở đó đợi tôi. Bệnh viện số 1. Trì tổng, phu nhân, chuyện của bà Lý đã có những tiến triển mới rồi. Có tung tích của mẹ tôi rồi sao? Đúng là như vậy. Chúng tôi đã cử người đi kiểm tra tất cả các máy quay giám sát ở xung quanh khu vực của Lý gia, phát hiện bà Lý lần cuối cùng xuất hiện là ở sau một bồn hoa, rồi từ đó biến mất không dấu vết. Chúng tôi nghi ngờ bà Lý đã bị ai đó đưa đi rồi. Hơn nữa, còn tránh hết tất cả các điểm mù của máy quay giám sát. Mấy ngày nay, chúng tôi dán thông báo trao thưởng tìm kiếm trên khắp thành phố mỗi ngày. Nếu như là người bình thường đã đưa mẹ tôi đi, thì cũng nên có tin tức rồi chứ. Có gì cứ nói đi, chúng tôi nghi ngờ, rất có khả năng là cố tình bắt cóc. Bắt cóc sao? Cố tình bắt cóc. Alo, Lý Mỹ Dung, mẹ của cô đang nằm trong tay tôi. Cô là ai? Cô là ai vậy? Mẹ của tôi ở đâu? Cô là ai vậy? Này, Mỹ Dung. Dung Dung, cô không phải là Dung Dung. Đương nhiên tôi không phải là con gái của bà rồi. Bởi vì Dung Dung của bà sắp sửa mất mạng rồi. Không thể nào, không thể nào. Lý Mỹ Dung đã cướp đi Mạnh Thiên, còn không để cho Mạnh Thiên giúp tôi, làm cho tôi bây giờ chỉ có thể cúng núng đi cầu xin người khác, trở thành trò cười cho người ta. Bà nói xem, không phải con gái của bà làm thì còn ai ra đây nữa? Mau thả mẹ tôi ra. Lý Mỹ Dung, không phải tôi đã bảo cô đến đây một mình sao? Tại sao cô lại mang theo Mạnh Thiên đến nữa? Tuyết Nhi à, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói. Cô thả mẹ tôi ra trước đã, được không? Từ từ nói sau. Lục Tuyết Nhi, em nhất định không được làm chuyện bốc đồng. Em bốc đồng sao? Em đã kiên nhẫn lâu như vậy. Em đã đợi anh 2 năm. Em đợi sau khi anh ly hôn với cô ta rồi sẽ đến cưới em. Nhưng kết quả thì sao chứ? Trước giờ anh chưa bao giờ nói là sẽ cưới em cả. Dung Dung à, em bình tĩnh một chút. Lục Tuyết Nhi, cô thả mẹ tôi ra trước đi. Có điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý với cô hết, có được không? Thật sự là điều kiện gì cũng được sao? Thật đó, tôi sẽ đồng ý hết. Được thôi, vậy bây giờ cô hãy lập tức rời khỏi Mạnh Thiên đi, càng xa càng tốt. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Lục Tuyết Nhi, cho dù không có Lý Mỹ Dung thì anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cưới em hết. Bởi vì anh chỉ coi em là em gái của anh thôi. Em gái sao? Giữa chúng ta rõ ràng quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy mà chỉ là em gái thôi sao? Em hiểu rồi. Chính là vì Lý Mỹ Dung. Là Lý Mỹ Dung đã phá hỏng hết tất cả. Mẹ già của cô bây giờ hình như đã bị hội chứng suy giảm trí nhớ rồi nhỉ?
ngay cả con gái mình cũng không nhận ra. Cô nói xem, bây giờ tôi có nên một giao xử đẹp bà ta không? Lục Tuyết Nhi, tôi van xin cô thả mẹ tôi ra đi mà. Được thôi, vậy thì bây giờ cô hãy quỳ xuống, cứ đi một bước lạy một cái, đến trước mặt tôi cầu xin tôi đi. Nói không chừng tôi có thể tha cho mẹ của cô đó. Nếu như tôi quỳ thì cô thật sự tha cho mẹ tôi sao? Tất nhiên rồi. Để xem cô quỳ có ra dáng không. Đâu, giặc có vang hay không? Đứng dậy, đứng lên. Trì Mạnh Thiên, anh vì cô ta mà đau lòng như vậy. Cứ xem như cô ấy quỳ rồi thì sao hả? Cô như vậy là sỉ nhục cô ấy, chỉ khiến tôi thương cô ấy nhiều hơn, càng trân trọng cô ấy hơn thôi. Cô ta lừa anh đấy. Cô ta là một con đàn bà xấu xa. Mặc kệ cô ấy tốt hay xấu, ở trong lòng tôi đều không có gì thay thế được. Làm gì vậy? Tôi phải đi cứu mẹ tôi. Các người nói đủ chưa thế? Lý Mỹ Dung, cô đừng diễn nữa. Bây giờ tôi sẽ lấy mạng bà ta. Mẹ, không được, dì yếu quá rồi, mau đưa đi bệnh viện thôi. Mạnh Thiên, chị Mạnh Thiên, anh có biết em thích anh bao lâu rồi không? Hai chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, lại không bằng một lần gặp mặt của anh với Lý Mỹ Dung. Tại sao chứ? Tại sao thế? Tại sao thế? Cô nói đủ chưa vậy? Nếu như chưa nói xong, đợi lát nữa nói với cảnh sát đi. Mạnh Thiên, anh đừng ghét em mà. Sau này em không nói nữa đâu. Em không nói. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, sao cô dại dột vậy chứ? Sau khi anh trai em đi, cũng chẳng có ai yêu thương em cả. Bây giờ ngay cả anh cũng ghét em. Vậy chi bằng cứ như vậy đi. Mạnh Thiên, đi mau. Anh đi đi, nhanh lên, đi mau, cẩn thận. Anh hãy cẩn thận. Đề phòng Tiêu Nhất Sơn. Mỹ Dung, chúng ta mau đi thôi. Mạnh Thiên, Mạnh Thiên đâu? Em mặc kệ anh ta, mau đi thôi. Sao anh lại khóa cửa lại? Mỹ Dung, nghe anh nói, trên tay Lục Tuyết Nhi có dao, cô ta rất nguy hiểm. Anh đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Cứ để cảnh sát xử lý đi được không? Đưa mẹ em đến bệnh viện trước đã. Đi mau, nhanh lên. Không, Mỹ Dung, Mạnh Thiên, Mạnh Thiên,
Mạnh Thiên, Mỹ Dung, Mỹ Dung, mau đi theo anh. Tiêu Nhất Sơn, anh mau mở cửa ra đi, tôi biết anh ở ngoài đó. Chuyện trước đây anh ở nước ngoài sát hại vợ lừa tiền bảo hiểm, tôi đã cho người điều tra rõ ràng rồi. Anh không biết anh ta đang nói gì, mau đi với anh. Sát hại vợ gì cơ? Cậu ta nói bừa thôi, cậu ta hồ đồ rồi. Đi theo anh. Vậy anh mở cửa ra, để anh ấy ra đi. Mỹ Dung, em đi theo anh đi. Anh bảo đảm với em, anh sẽ không giống anh ta đâu. Anh có thể ở bên em mọi lúc. Em yên tâm, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, sau này cũng không cần lo lắng về tiền bạc gì cả. Mau đi theo anh. Tiêu Nhất Sơn, em nghe không hiểu anh đang nói cái gì cả. Tiêu Nhất Sơn, đuôi hồ ly của anh giấu không nổi nữa chứ gì. Anh đúng thật là vì tiền mà chuyện gì cũng có thể làm ra được. Trước đây anh chỉ vì 10 triệu đã có thể chia tay với Lý Mỹ Dung rồi. Chia tay? Tôi với anh ấy chưa từng yêu nhau. Hai người chưa từng yêu nhau. Anh nói đúng. Chuyện đến nước này rồi, tôi cũng không có gì phải giấu cả. Tôi chính là loại người vì tiền có thể bán đứng tất cả. Dù sao bây giờ cô ấy đang mang thai đứa con của anh rồi. Chỉ cần anh biến mất khỏi thế giới này, cô ấy có thể thừa kế tất cả tài sản của anh. Đến lúc đó, tất cả sẽ là của tôi. Tên điên nhà anh, anh buông tôi ra, đồ thần kinh nhà anh. Em nói đúng, anh chính là kẻ điên đấy. Anh chỉ cần cho quả bom nổ, tất cả mọi thứ đều sẽ là của anh. Anh còn đặt cả bom nữa sao? Đúng thế. Không thì cái gì nữa chứ? Em nghĩ thứ đần độn Lục Tuyết Nhi đó có thể bắt cóc mẹ em đến đây sao? Anh nói cho em biết, tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh đấy. Trì Mạnh Thiên, đợi đến khi anh biến mất khỏi thế gian này, tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về tôi. Mạnh Thiên, làm sao đây? Mạnh Thiên, Mỹ Dung, em vì anh ta mà cả mạng sống cũng không cần sao? Mau đi thôi, quả bom sắp nổ rồi. Mặc kệ tôi đi. Mỹ Dung, không nghĩ cho bản thân mình, em cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng mình chứ. Con của tôi, con của tôi không thể không có ba được. Anh có thể làm ba của nó, anh có thể, nhưng người tôi yêu không phải anh. Đồ điên, cả hai người đều là kẻ điên. Các người cùng nhau xuống hồ đi. Mạnh Thiên, Mạnh Thiên, Lý Mỹ Dung, em mau rời khỏi đây đi. Mặc kệ anh, tôi không đi. Có đi thì cũng đi cùng nhau. Em lùi lại đi. Mạnh Thiên, Mạnh Thiên, chúng ta đi thôi, nó sắp nổ rồi, mau đi. Cấp cứu. Trì Mạnh Thiên, Trì Mạnh Thiên à, cậu tỉnh rồi. Cậu có cảm thấy đau chỗ nào không? Không có, chỉ là hơi đau đầu thôi. Nghe nói lúc xảy ra vụ nổ, Trì Mạnh Thiên đã bảo vệ cả người của cậu. Xem ra thực sự là anh ấy đâu? Anh ấy bây giờ sao rồi?
anh ấy nằm ở phòng bên cạnh. Tình hình của anh ấy, hay là cậu đi xem đi. Xin chào, bệnh nhân trong phòng này đâu? Anh ấy vừa ra vườn hoa đi dạo rồi. Vâng, cảm ơn. Thật không ngờ, Lục Tuyết Nhi kia là một người nham hiểm như vậy. Uổng công mẹ đối xử tốt với nó. Mẹ, Mạnh Thiên, lại là con nhỏ xui xẻo. Cô đã gây ra chuyện lớn như vậy mà còn dám ra đây. Mẹ, chuyện này sao lại trách em ấy được? Sao lại không trách được? Nếu còn không cưới nó thì sao có thể gặp nhiều chuyện như vậy? Mẹ không thể biết được. Con hồ ly tinh này rốt cuộc tốt chỗ nào? Mạnh Thiên lúc trước vì cưới cô, ngay cả vị trí người thừa kế của Trì gia, thằng bé cũng không cần nữa. Tự mình đi ra bên ngoài vất vả khổ sở để kiếm tiền trả nợ cho Lý gia các cô. Trì gia cưới tôi về, chẳng phải là vì bát tự của tôi có thể giải trừ vận xui sao? Mạnh Thiên nhất quyết đòi cưới cô. Tôi lấy đâu ra thời gian để xem bát tự của cô? Hôm nay thằng bé vì cô lại bị thương nặng đến như vậy. Cô nói xem, cô có phải là tai họa không? Mẹ, con đã nói rồi, lần này nếu không nhờ Mỹ Dung thì mẹ sẽ không được gặp lại con trai của mẹ nữa đâu. Bởi mới nói con trai cưới vợ sẽ quên mẹ mà. Hôm nay mẹ nhất định phải đuổi được con nhỏ tai họa này đi. Mẹ, em cẩn thận còn đứa bé trong bụng. Cái gì? Nó phải mang thai rồi sao? Đúng vậy. Lần này em ấy không chỉ cứu con trai của mẹ mà còn cứu cả cháu của mẹ. Cứu cháu của mẹ sao? Sao con không nói sớm? Mỹ Dung à, con nói xem, con có thai là việc lớn, sao con không nói với mẹ sớm hơn? Con chưa kịp nói. Vậy lần này đứa bé có bị ảnh hưởng gì không? Không có, bác sĩ nói không sao, chỉ là phải nghỉ ngơi vài ngày là được rồi. Dương Lực, lão phu nhân, để tôi đưa bà đi mua ít đồ dùng em bé nha. Được, được thôi, vậy giờ tôi sẽ đi mua đồ cho đứa cháu yêu quý của tôi. Con nhớ chăm sóc tốt con dâu mẹ đó. Vâng. Nào, đi thôi. Em vẫn còn giận à? Trì Mạnh Thiên, giờ anh có thể cho tôi biết không? Anh đưa cho Tiêu Nhất Sơn 10 triệu là chuyện gì thế? Lúc đó ở bên ngoài trường, để hôm nay anh cho em thử lưỡi của anh Sơn đây, điêu luyện như nào. Đáng ghét. Tiêu Nhất Sơn, anh bị điên à? Sao lại tự dưng đánh tôi? Không phải anh đang quen Lý Mỹ Dung sao? Tại sao lại còn muốn chơi đùa với cô gái khác nữa? Anh không sợ Lý Mỹ Dung biết được sẽ buồn sao? Sao anh lại căng thẳng thế? Không lẽ anh cũng thích em ấy à? Ai có thể nghĩ rằng hội trưởng hội sinh viên, người ai ai cũng ngưỡng mộ, lại đi thích bạn gái của người khác? Sau này anh đừng như vậy nữa. Tôi đâu có nghe hội sinh viên có quy định này đâu. Anh nói xem, Lý Mỹ Dung thích tôi nhiều như vậy, nếu như em ấy biết được thì sẽ đau lòng như nào? Nhưng mà em ấy cũng có thể không biết mà. Điều kiện của anh là gì? 10 triệu. Đưa tôi 10 triệu, tôi sẽ chia tay em ấy liền. Cầm 10 triệu này, rồi mau cút ra nước ngoài cho tôi. Cách Lý Mỹ Dung càng xa càng tốt, để cô ấy không phải đau lòng. Mọi chuyện là như vậy. Anh ta nói tôi là bạn gái của anh ta, anh cũng tin sao? Sao anh không hỏi tôi? Lúc đó mọi người ở trường, ai cũng nói hai người là kim đồng ngọc nữ. Cả trường ai cũng nghĩ vậy. Anh luôn nghĩ việc mình dùng tiền để ép tình địch phải rời xa em, thật đáng xấu hổ. Anh có phải là đã thích em từ rất lâu rồi không? Có thể em không nhớ.
Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Không sao rồi. Học trưởng, cảm ơn anh. Nhưng mà rõ ràng em cũng gọi anh là học trưởng mà. Vậy chắc là anh không nhớ rồi. Trì Mạnh Thiên, vậy anh có biết tại sao em muốn ly hôn với anh không? Trước đây thì biết là vì Tiêu Nhất Sơn, nhưng bây giờ thì anh không biết. Vào ngày sinh nhật của em đã thấy anh đi cùng Lục Tuyết Nhi. Hai người đã hôn nhau trên phố. Hai người còn cùng nhau uống rượu. Hôn nhau sao? Đó là vì lúc đó cô ấy nói trên cổ áo anh dính cái gì đó, sau đó lại bảo anh cùng cô ấy về khách sạn lấy đồ. Vậy anh còn ra nước ngoài cùng cô ấy, anh còn giúp cô ấy tìm việc làm. Còn nữa, anh đau đầu quá. Anh đừng cố ý ngắt lời em. Em vẫn muốn tin anh chứ? Nhưng những chuyện này vẫn còn là khúc mắc trong lòng em từ rất lâu rồi. Nếu như em không có được câu trả lời, em chắc chắn sẽ suy nghĩ mãi. Là như vậy. Bố mẹ cô ấy mất từ lúc cô ấy còn nhỏ. Cô ấy được anh trai nuôi dưỡng. Còn anh trai cô ấy lại là bạn thân nhất của anh. Anh nhớ, lúc đó khi anh đi kiếm tiền để cưới em thì anh ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều. Sau này anh trai cô ấy vì tai nạn mà qua đời, nên nhờ anh chăm sóc người em gái duy nhất của anh ấy cưới em. Đâu có cần nhiều tiền như vậy đâu. Lúc mẹ anh nói em không đồng ý, nói là em chỉ vì Trì gia có thể giúp gia đình em trả được nợ nên mới đồng ý lấy anh. Không phải, lúc đó là bởi vì em nghe thấy tên anh nên mới đồng ý đó. Được rồi, bây giờ anh biết rồi. Vụ bắt cóc và hại người ở thành phố của chúng ta, nghi phạm họ Tiêu vẫn đang lẩn trốn. Mong mọi người hãy đề cao cảnh giác. Để con dìu mẹ. Lần này may mắn là có con đó Trì Mạnh Thiên. Con đã mời các chuyên gia hàng đầu về, ba mới có thể tỉnh dậy nhanh như vậy. Ba, đây là điều mà con nên làm. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. May là bây giờ cả nhà chúng ta đều được bình an hết. Người xưa có câu, trong cái rủi có cái may. Thực ra có những chuyện nhìn từ một góc độ khác cũng không hẳn là chuyện xấu. Đúng vậy, đồ đạc thu dọn xong cả rồi. Chúng ta đi thôi. Mỹ Dung, lấy anh nhé. Được, được đó. Dung Dung kết hôn với học trưởng. Dung Dung kết hôn với học trưởng đi. Mặc dù trước đây anh làm em đau lòng, tổn thương, nhưng sau này anh nhất định sẽ làm cho em vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Như vậy là luôn mang theo nhẫn bên mình sao? Đúng vậy. Sau khi ly hôn, anh vẫn luôn mang theo chiếc nhẫn này bên mình, bởi vì anh mong muốn bất cứ lúc nào cũng có thể đưa nó lại cho chủ của nó.
Cục dân chính đăng ký kết hôn. Ông xã. Trì Mạnh Thiên. Là anh làm hỏng việc của tôi. Mạnh Thiên, giữ anh ta lại. Trì tổng, phu nhân, anh không sao chứ? Không sao, buông tôi ra. Thả ra. Tiêu Nhất Sơn, dù cho anh có xuất hiện vào ngày tôi kết hôn, tôi vẫn sẽ không buông lỏng cảnh giác đâu. Bây giờ khắp nơi đều đang truy nã anh. Loại người như anh, lòng dạ hẹp hòi, tôi biết chắc anh nhất định sẽ quay lại để trả thù. Vớ vẩn. Đôi cậu nam nữ các người đều là các người gài bẫy tôi. Căn bản là tôi không có làm gì cả. Làm hay không làm, cảnh sát đương nhiên sẽ dùng chứng cứ để chứng minh điều đó. Anh biết không, ngay sau khi anh lừa tôi 10 triệu, đáng ra anh không nên quay trở lại. Muốn trách chỉ có thể trách chính mình lòng tham không đấy. Đưa anh ta đi. Đi. Anh hãy đợi đấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Em không sao chứ? Trì tổng, mau đi đăng ký kết hôn đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Đi. Nào cô dâu chú rể, nhìn bên này. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Cười lên nào.